Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết hôm nay của chúng tôi. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết sẽ có ngay sau đây là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Thưa quý vị và các bạn, hồi 16 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,4 độ Vĩ Bắc, 113,6 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 120 km về phía nam tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 km/h, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 9 trở lên khoảng 90 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 115,8 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 160 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên. Phía Bắc vị tuyến 20 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 112 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 5 tháng 8, vị trí tâm bão ở khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 340 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 11. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông là cấp 3. Cảnh báo mưa dông, gió mạnh và sóng lớn trên biển. Ở vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, có gió mạnh cấp 7. Sau tăng lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Tiếp theo, ngay sau đây là tin nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Thưa quý vị và các bạn, trưa nay ở khu vực phía đông Bắc Bộ, Hòa Bình và Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm trưa nay phổ biến từ 45 đến 60%. Dự báo do ảnh hưởng của gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên ngày mai ở khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 45 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 giờ đến 17 giờ. Còn khu vực Hà Nội, ngày mai có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 7 tháng 8. Từ ngày 8 tháng 8, nắng nóng có xu hướng dịu dần. Còn ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ,
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Sang đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Lai Châu, Điện Biên, đêm có mưa rào và dông rải rác. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Sang đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Lưu xuống thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ. Riêng phía Bắc có nơi trên 39 độ. Sáng đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Cuối cùng là dự báo thời tiết biển. Vùng biển các vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sấy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 4. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sấy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sấy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sấy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, có gió mạnh cấp 7, sau lên cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sấy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km,
Gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sắp tới.